Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi khui hộp và chia sẻ cũng như là xăm soi cái bộ mạch LED cú đêm của chiếc xe Honda SH phiên bản 2019. Thì ở đây là mình đang để cái pha của cái xe SH phiên bản 2017 cho đến 2019 thì nó sẽ là hình thức như thế này. Thì anh em thì biết là những cái phiên bản từ 2017 cho đến 2019 thì Honda họ đã chuyển sang cho chúng ta là cái mạch pha chạy bằng LED. Thì anh em cũng để biết là cái mạch pha chạy bằng LED này thì nó sẽ tiết kiệm điện năng, giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, vì nó sẽ không gây tiêu hao quá nhiều điện năng, khiến cho cái máy của chúng ta nó sẽ phải gồng lên để nó nuôi cái dàn bóng của chúng ta nữa. Nhưng với cái phiên bản này thì anh em thì biết là cái độ sáng của nó không cao đó. Thì chính vì cái độ sáng của nó không cao thì những cái bộ mạch tăng sáng dạng như thế này nó sẽ ra đời. Và ở cái bộ mạch tăng sáng này thì mình thấy nó sẽ có những cái điểm hay hơn những cái bộ mạch khác. Ở những cái điểm gì thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi em nó xem là nó sẽ có những cái gì hay hơn để chúng ta có thể là nâng cấp những cái sản phẩm như thế này vào chính những cái chiếc pha đèn của chúng ta để nó đảm bảo cái độ sáng tối đa nhất có thể, hoặc là chúng ta có thể là tăng giảm tùy ý đối với cái bộ mạch này đó. Và khi chúng ta sử dụng những cái chiếc xe có cái độ sáng cao thì chúng ta đi lại trên đường thì nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta khi mà gặp những cái chiếc xe ngược chiều đó. Thì trong tình trạng là khi mà gặp những cái chiếc xe ngược chiều thì mắt chúng ta nó hay bị quáng, và khi chúng ta đi qua những cái chiếc xe ngược chiều như thế thì cái mắt chúng ta nó chưa thích nghi kịp vì cái đèn pha của chúng ta nó quá tối, thì chúng ta sẽ phải nâng cấp cái bộ đèn pha của chúng ta bằng những cái bộ mạch tăng sáng như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi và khui hộp cái sản phẩm mạch LED cú đêm dành cho Honda SH 2019. Và trước mắt chúng ta đây là cái bộ mạch tăng sáng dành cho Honda SH. Ở mặt tiền thì chúng ta có thể nhìn thấy là sẽ có những cái hình của những cái chiếc SH và có cái bộ đèn pha cực kỳ là sáng, rất là đẹp ở đây. Và mặt hông của sản phẩm họ sẽ in cho chúng ta cái dòng chữ là Fully Out Racing. Ở đây họ sẽ ghi Basic Light, LED Blue, Grand, Pro, bảo hành điện tử. Cái sản phẩm này khi chúng ta muốn sử dụng được nó thì chúng ta phải kích hoạt bảo hành. Và khi chúng ta kích hoạt bảo hành như thế, chúng ta sẽ kết nối cái smartphone của chúng ta. Với cái bộ sản phẩm như thế này thì họ sẽ tính cho chúng ta kích hoạt từ cái ngày bắt đầu chúng ta kích hoạt đó. Và cái bộ này nó sẽ có nhiều cái tính năng để chúng ta có thể sử dụng thêm được cái smartphone này, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng ở trên xe. Rồi đây là cái trang website của họ. Ở bên mặt hông không có gì, ở bên này nó cũng chỉ là Fully Out thôi, Racing. Ở mặt dưới không có gì. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này. Thì những cái mạch tăng sáng này thì phần đa là nó sẽ tương tự nhau thôi, nhưng ở cái phần mạch tăng sáng của cái sản phẩm này là mình thấy nó sẽ có một cái hay khiến cho mình muốn lắp vào những cái chiếc xe thân yêu của mình. Và khi khui hộp ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái miếng mút khá là dày, và cái sản phẩm của chúng ta ở bên trong nó sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện như thế này. Thì trước tiên là chúng ta sẽ có một bo mạch nguồn đó. Cái bo mạch nguồn này nó sẽ hay hơn ở những cái sản phẩm khác, là anh em sẽ thấy nó có cái phần màu xanh ở đây. Nó chính là bo Bluetooth, để chúng ta kết nối Bluetooth, công nghệ Bluetooth 4.0. Rồi thì chúng ta sẽ để cái bo mạch nguồn ở đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái cọng dây cấp nguồn cho cái phần bo mạch ở đây. Cái này thì khi chúng ta lắp vào thì sẽ là như zin anh em nhé. Rồi thì ở cái phần pha của chúng ta ở đây nó sẽ có một cái rắc như thế này. Thì khi chúng ta lắp vào ấy, chúng ta sẽ gá nó vào đây. Thì cái phần mạch này chúng ta sẽ lắp như zin. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái cọng dây ở đây. Thì nó sẽ có hai cái quạt và có ba cái đầu rắc này. Ở đây nó sẽ có cái đầu rắc to và hai đầu rắc nhỏ. Một đầu rắc nhỡ và đầu rắc nhỏ và hai cái quạt. Thì clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp đặt vào trong cái pha kia. Thì anh em mua về có thể là tự gắn tại nhà. Cách lắp đặt cực kỳ là đơn giản. Rồi tiếp theo là nó sẽ có thêm một cái phần lốp mút ở đây. Và trong hộp của chúng ta nó sẽ có cái phần mạch đèn LED của chúng ta ở đây. Đó. Trong này hết mất rồi.
Rồi mình sẽ để cái hộp này sang đây. Đó thì khi anh em nhìn vào cái phần bo mạch ở đây thì anh em có thể biết là cái phần bo mạch ở đây thì họ làm được khoét CNC cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Ở trên này nó sẽ có cái phần rắc tương thích với lại cái phần đầu rắc của chúng ta ở đây. Ở đây thì nó sẽ chia ra cho chúng ta là một bo mạch cốt và một bo mạch pha. Đó, thì ở đây họ sẽ làm cho chúng ta cái phần quạt ở đây, và nhà sản xuất này cũng cực kỳ là cẩn thận cho thêm chúng ta thêm hai cái quạt nhỏ ở đây nữa. Thì cái quạt nhỏ này thì lúc lắp vào thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp. Đó thì ở những cái bo mạch, ở những cái phần bo mạch tăng sáng của những cái hãng khác ấy, thì mình thấy là nó chỉ có 6 cái phần chip led ở đây thôi. Riêng bo mạch ở cái phần này thì mình thấy là nó có thêm những 2, 4, 6 cái phần chip led ở đây. Ở đây nó sẽ là chip led đa màu anh em nhé. Ở đây sẽ là chip led đa màu. Nó sẽ như kiểu là cái bóng đề mi của các bạn đó. Hoặc là như anh em mà hay đi bi xenon hay là đi bi led ý, thì ở trong nó hay có những cái phần màu đỏ, màu xanh, rồi là màu xanh băng các kiểu đó. Thì cái này nó cũng tương tự như thế. Thì cái phần này nó sẽ đổi màu được anh em nhé. Cái này nó dạng như gọi là mắt quỷ ấy. Anh em hay đi đèn bi thì gọi là mắt quỷ. Thì cái này nó cũng thế. Đó, nó hơn là những cái phần mạch khác, là những cái chỗ như thế. Thì cái phần bo mạch này chúng ta, họ cũng in cho chúng ta cái chữ là Furial Racing ở đây. Và cái phần bo mạch này của chúng ta được làm bằng nhôm CNC. Đó, thì có nhiều anh em có nói là những cái phần bo mạch hiện đại của đời mới bây giờ ấy, thì thường là cái này nó làm bằng đồng, còn cái này nó vẫn làm bằng nhôm. Đó là một cái điều đáng tiếc cho cái sản phẩm này. Nhưng mà với cái tầm giá này là mình thấy là cực kỳ là phù hợp đối với lại phần đa túi tiền của anh em. Mặc dù là bo mạch nhôm nhưng ở đây họ sẽ gắn cho chúng ta hai cái phần quạt tản nhiệt. Và phần quạt tản nhiệt này là phần quạt tản nhiệt dạng khí động học. Đó thì anh em thì thấy là đây là mặt trái của cái quạt này, nó sẽ thổi ra và mặt phải nó sẽ hút vào để dòng khí nó lưu thông trong này. Và cộng thêm nữa là chúng ta sẽ được thêm hai cái quạt nhỏ này để tăng cường cái độ lưu thông, độ thoáng mát cho cái phần chip ở đây. Và cơ bản nữa thì anh em thì để ý cho mình là cái phần chip led ở đây thì anh em thì thấy là nó sẽ là chip led của dòng Cream anh em nhé. Chip led của dòng Cream, nó là chip cầu lồi với cái độ sáng cực kỳ là cao. Đó thì cái này thì chúng ta có thể là chỉnh được cái phần thông số kỹ thuật của nó ở trong này. Rồi tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kết nối và mình sẽ test cho anh em coi. Và sau khi mình test cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà khui cái pha này ra để anh em có thể là tự lắp lên xe ở nhà. Đó, thì cái sản phẩm này bên mình làm thấy cực kỳ là ưng ý. Đây là một cái pha zin. Đó, và sau khi là mình sẽ khui cái phần kính này ra thì mình sẽ lắp cái bộ mạch này vào trong cái pha này. Thì cái này nó sẽ có một cái hay như thế này. Thì có nhiều anh em có nói với mình là các bạn ấy thích đi bi cầu. Thì riêng bi cầu mà nói so với các cái mạch tăng sáng này thì bi cầu nó sẽ sáng hơn mạch tăng sáng rất là nhiều. Nhưng nó sẽ có một cái nhược điểm là gì? Hiện tại là khi như cái xe chúng ta xuất xưởng thì nó sẽ là dạng như thế này. Nếu như chúng ta sẽ đút một quả bi cầu vào trong này thì khi chúng ta tham gia giao thông như thế thì có thể sẽ bị cảnh sát giao thông họ chặn mình lại và họ sẽ hỏi đến cái phần bi ở đây, khiến cho chúng ta có thể là bị phạt oan. Còn nếu như chúng ta gắn cái mạch tăng sáng này vào và cái pha của chúng ta vẫn giữ zin như thế này thì không ai hỏi chúng ta cả. Và ngược lại là nó sẽ tăng cái ánh sáng lên thì giúp cho chúng ta đi đường tham gia giao thông nó sẽ đảm bảo hơn. Rồi, đây là cái lý do mà mình lựa chọn cái mạch tăng sáng này để mình gắn vào cái pha đèn này, chứ không phải là những cái dòng bi led hay là bi xenon. Rồi, nhân tiện nói đến bi led và bi xenon thì mình sẽ cho anh em coi xem là cái bộ mạch này nó so với bộ bi led hay bộ bi xenon là nó sẽ nhỏ gọn như thế nào. Thì ở đây là mình sẽ có một cái bộ mạch như thế này. Hiện tại là nhà máy họ sản xuất xong thì họ sẽ CNC một cái đường rãnh ở đây thì nó sẽ là một cái miếng liền. Và khi chúng ta lắp vào pha thì chúng ta sẽ bẻ nó thành hai miếng. Nó sẽ tương ứng như thế, nó sẽ là cốt và pha. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ coi xem là cái mạch này nó sẽ nhỏ gọn và khi mà lắp vào trong cái pha nó vẫn là zin như thế này thì nó sẽ là như thế nào. Thì ở đây là mình đang có một cái
quả bi led 3 inch đó. Anh em thì thấy là nhìn như thế này thì cái quả bi led có vẻ nó nhỏ hơn cái mạch, nhưng mà khi mà lắp vào ấy thì cái quả bi led này cực kỳ là cồng kềnh. Và anh em nếu mà muốn tự làm ở nhà nó cực kỳ là khó, vì nó sẽ đòi hỏi kỹ thuật cao. Chúng ta sẽ phải cắt khoét cái pha này, đục cái phần chóa này, và chúng ta sẽ bỏ hoàn toàn những cái phần ở bên trong kia và lắp thêm ốp các kiểu, rất là lằng nhằng đó. Và cái phần bi xenon ở đây thì mình có một cái cụm bi xenon, thì anh em thì thấy là cái cụm bi xenon này thậm chí là nó còn to và dài hơn là cái cụm bi led ở đây rất là nhiều đó, cực kỳ là phức tạp. Và ở đây thì mình đã có một cái cụm bi xenon và lắp sẵn vào trong một cái pha như thế này. Đây là cái pha ẹt 150 đó, thì khi chúng ta lắp vào thì anh em thì thấy là cái phần này nó rô cực kỳ là dài đó, và thêm bóng biết các kiểu ở đây nó rất là lằng nhằng, dây dợ ba lát các thứ rất là lằng nhằng. Rồi còn khi chúng ta sẽ lắp cái bộ mạch tăng sáng như thế này thì nhà sản xuất họ có tặng kèm cho chúng ta những cái rắc như thế này, hoàn toàn là zin bản, chúng ta chỉ cần cắm nó vào cái phần rắc zin ở trên xe vậy là xong, và mọi việc là chúng ta có thể tiến hành như những cái pha bình thường ở trên xe. Và bây giờ là mình sẽ đi test ánh sáng thực tế cho anh em coi, và cái cách kết nối của cái smartphone này đối với cái bộ mạch này nó sẽ là như thế nào. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi chia sẻ với anh em cái cách kết nối dây. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dây rắc khá là to ở đây. Ở đây là sẽ có 3 đầu rắc, một đầu to, một đầu nhỡ và một đầu nhỏ. Rồi cái đầu to này thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái phần bo mạch chủ ở đây là bo nguồn. Và tiếp theo ở đây nó sẽ có hai cái phần, một rắc nhỡ và một rắc nhỏ. Thì anh em thì thấy là ở đây nó sẽ có hai cái phần, một rắc to và một rắc nhỏ ở đây. Thì tương tự như thế thì chúng ta sẽ cắm cái rắc nhỏ vào đây. Cắm sai không cắm được đâu, anh em phải cắm theo chiều mới cắm được. Cách cắm cực kỳ là đơn giản, cắm bụp cái là xong. Thế thôi, còn cái này thì khi chúng ta lắp cố định vào pha thì chúng ta mới lắp nó vào. Hiện giờ là mình sẽ cắm test cho anh em. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái đoạn dây nguồn này, thì chúng ta sẽ cắm kết nối nó vào cái phần bo mạch nguồn của chúng ta ở đây. Như vậy là xong rồi. Và bây giờ là mình sẽ test thực tế ở trên xe cho anh em coi, xem là cái độ sáng của nó sẽ là như thế nào, và khi mà kết nối với smartphone thì cái smartphone của chúng ta nó sẽ hiển thị ra làm sao. Rồi chia sẻ với các bạn, đây là cái đầu pha đèn của cái xe SH là mình đã tháo ra. Thì ở trên cái bộ rắc zin của cái xe nó sẽ có một cái rắc như thế này, và cái bo mạch của chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ cần kết nối vào mới lại cái phần rắc ở đây là xong, chỉ bằng một cái cắm thôi. Đó. Thì ở đây là mình đã kết nối sẵn rồi ấy, thì khi chúng ta cắm vào như thế này thì nó sẽ hiện cái đèn DMI của chúng ta lên. Và bây giờ là mình sẽ bật đèn pha lên. Đó, anh em thì thấy là sáng cực kỳ luôn. Đây là chế độ cốt, chế độ pha. Đó, cực kỳ là sáng. Ở cái phần bo mạch chính của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có thể là thay đổi được khẩu độ ánh sáng nhé. Đây là chế độ cốt, đây là đèn DMI của chúng ta, hay còn gọi là đèn mắt quỷ. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần này nó sáng căng hơn, thì mình sẽ chỉ cần là dùng cái công tắc pha cốt ở đây, chúng ta sẽ kích vào như thế này. Đó, thì anh em thì thấy là nó đã sáng lên khá là nhiều. Rồi bây giờ là mình muốn nó tối đi thì mình chỉ cần tắt bật như thế này là nó sẽ tối đi. Đó, tối đi chưa? Đó, như thế này nó tối hơn rồi. Rồi, bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kết nối cái phần bo mạch của chúng ta vào cái smartphone. Thì mình sẽ để cái phần mạch của chúng ta ở đây. Và cái chiếc smartphone của chúng ta thì bây giờ là chúng ta sẽ kết nối với nó. Thì trước khi chúng ta kết nối với lại cái bộ mạch này thì chúng ta sẽ bật Bluetooth lên. Và chúng ta sẽ tải một cái ứng dụng. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tải ngay từ đầu. Ở đây là mình sẽ sử dụng một cái điện thoại iPhone. Rồi anh em sẽ vào App Store. Khi anh em vào App Store chúng ta sẽ gõ chữ Cú Đêm. Đó, anh em chỉ cần gõ chữ Cú Đêm là nó khác ra.
Đây là cái hình như thế này và anh em sẽ tải. Ở đây là mình tải sẵn rồi thì nó sẽ có chữ mở ở đây. Đó, ở đây sẽ là công suất là pha 36W và cốt 36W anh em nhé. Tổng khi mà chúng ta bật cả pha lẫn cốt thì nó sẽ là 72W, cực kỳ là sáng. Rồi, đối với một cái chiếc xe SH như thế này thì chúng ta chạy mắc 72W nó không thành vấn đề, vì cái bộ sạc của những cái xe này cực kỳ là ok. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ có thể là thay đổi cái màu ở trên cái phần mạch của chúng ta ở đây. Thì anh em thì thấy là đây là demi pha và đây là demi cốt. Thì bây giờ là mình sẽ đổi cái màu demi pha này sang cái màu vàng. Đó. Thì anh em thì thấy ở đây của chúng ta đã sang là màu vàng rồi. Và bây giờ là mình sẽ đổi sang màu đỏ. Đó, màu đỏ rồi. Cực kỳ là đẹp, đúng không ạ? Và bây giờ là mình thích cái phần demi cốt này nó màu xanh, thì chúng ta sẽ đổi sang màu xanh, sang màu đỏ. Đó, màu vàng. Đó, cực kỳ là đẹp. Và chúng ta có thể là thay đổi được cái độ sáng của cái phần demi này bằng trên chính cái điện thoại của chúng ta. Đó. Thì anh em sẽ kéo cái phần thanh gạt ở đây, sáng mắt này, sáng vừa vừa và tối. Đó. Đây là tắt hẳn mất rồi. Tối, đó. Cực kỳ là đẹp. Thì anh em thì thấy là cái phần mạch này nó sẽ có những cái phần hiệu ứng cực kỳ là hay. Ở cái phần mạch này thì chúng ta vẫn có thể là phát sinh được anh em nhé. Thì chúng ta sẽ bấm nháy vào đây. Đó, bấm nháy ở đây thì nó sẽ tự động phát sinh cho chúng ta. Đó, thì chúng ta vẫn sử dụng được như những cái mạch zin ở trên xe. Và bây giờ là mình sẽ thao tác là mình bật cái đèn của chúng ta lên. Đó. Và anh em thể thấy là ở đây thì mình đang để chế độ cốt và mình sẽ 24W. Đó, thì anh em thể thấy nó tối hơn rồi đúng không ạ? Để 19W. Đó. Và để thấp nhất có thể để được là 10W. Đó, anh em thì thấy nó tối luôn rồi đúng không ạ? Và bây giờ là mình sẽ cho nó sáng vừa vừa 18W. Đó. Và các bạn có thể là để cho nó rơi vào tầm 28W. Đó. Cực kỳ là đơn giản. Ở cái phần này thì chúng ta có thể là cập nhật cái phần mềm cho nó. Thì hiện tại là mình đã cập nhật phần mềm. Thì nếu như anh em muốn cập nhật phần mềm thì anh em sẽ bấm vào cái phần cập nhật phần mềm. Ở đây thì của mình đã cập nhật rồi. Phiên bản hiện tại của mình sẽ là firmware hiện tại là 1.2. Đó, thì cái này thì nếu như mà có phần mềm mới của nhà máy họ đưa ra thì chúng ta lại cập nhật tiếp. Đấy, cái cách chỉnh của cái này cực kỳ đơn giản. Anh em có thể là thích thay đổi theo cái màu demi của các bạn cũng như là cái độ sáng của các bạn mong muốn. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thức mà bung cái pha ra để gắn cái bộ mạch này vào ở trong cái pha của đèn của chúng ta, và chúng ta có thể lắp lên cái xe này. Nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ấy. Thì bên mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em. Giá là trên 2 triệu một chiếu. Thì đối với cái tầm giá mà tầm 2 triệu đồng, hơn 2 triệu đồng đối với một cái bộ mạch, mình thấy chất lượng như thế này cực kỳ là đảm bảo và ngon. Và dây rắc thì chúng ta thì gắn như zin, không phải cắt ghép đầu nối gì cả. Nó sẽ đảm bảo cho cái chiếc xe của chúng ta vận hành luôn luôn ổn định, không bị hiện tượng là lỏng rắc các kiểu gì cả. Đó, nếu như anh em phải chế một cái bộ bi cầu vào hay là chế một bộ bi xenon hay bi led gì đó vân vân thì nó sẽ phức tạp cực kỳ là nhiều. Và đặc biệt là những cái bộ bi cầu anh em gắn vào đây nó sẽ bị đụng cái phần đằng sau này, chúng ta lại phải cải tiến lại cái phần đằng sau này, cực kỳ là mất thời gian và mất thẩm mỹ của cái xe, mất cái độ zin bản của xe đi. Và đối với cái bộ mạch như thế này thì anh em chỉ cần cắm vào thế là chạy thôi, tận hưởng thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em ở video clip sau.